Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ của mình nha. Thì cũng có khá nhiều anh chị, nhiều bạn đó thì bình luận nói về tại sao cuộc sống ở Mỹ này tốt, đẹp, nhưng mà bên cạnh đó tại sao cũng vẫn có một số người đó không có muốn tiếp tục cuộc sống ở đây nữa mà lại muốn trở về Việt Nam định cư sinh sống. Thì mình cũng tìm hiểu và mình cũng biết được, thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ để các anh chị và các bạn biết đó. Thì cũng có một số trường hợp, có một số người tại sao không thích sống ở đây mà muốn về Việt Nam, trong khi ở bên Việt Nam hay ở khắp các nơi bây giờ đó gọi là có biết bao nhiêu người bằng mọi cách để muốn được định cư ở Mỹ mà không được, mà tại sao những người này lại muốn là đi về. Thì những cái trường hợp mà những không muốn ở đây nữa mà muốn về Việt Nam đó là những trường hợp như thế nào, ra sao, ở cái độ tuổi nào. Thì đây là cái chia sẻ cá nhân của mình, mình cảm thấy mà mình biết được, mình chia sẻ, mình gửi đến tất cả các anh chị và các bạn xem cho biết. Rồi bây giờ mình cùng nhau mình mổ xẻ cái câu chuyện tại sao ai muốn về nha. Rồi các anh chị các bạn khi xem kênh của mình thì nếu thích hãy bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn. Hiện tại mình đang chạy, giờ này là buổi sáng của ngày Chủ nhật nha. Thì hôm nay ngày Chủ nhật bên đây mưa rất là nhiều, mưa lớn, nên mình cũng muốn chia sẻ lại những cái hình ảnh ở bên Mỹ ngay vào những cái ngày mà trời mưa thì nó như thế nào nha. Những ngày thường thì mưa người ta vẫn đi làm là bình thường, nhưng mà do hôm nay là ngày Chủ nhật thôi thì buổi sáng thì nó rất là vắng vẻ. Tại vì những cái sinh hoạt của cái ngày Chủ nhật diễn ra nó cũng trễ lắm, 10 giờ, 11 giờ. Cho nên giờ này thì nếu như mưa nó thì người ta chỉ là nằm ở trong nhà mà thôi. Ở bên Mỹ này thì nó cũng có một cái gọi là một cái rất là tiện lợi. Thì ở đây ai nó cũng đều là đi xe hơi hết, cho nên mưa, tiết, gió, bão gì đó cũng không có thành là vấn đề. Tại vì cái xe thì mình đậu trước cửa nhà, nó thì mình nhảy lên xe mình chạy, tới nơi là mình nhảy xuống thôi. Cho nên nói về để gọi là bị ướt thì mình không bị ướt nhiều. Thì cho nên nói chung ở đây thì được có cái này, cái mình di chuyển thì cái thời tiết không có e ngại gì nhiều. Lạnh thì mở máy sưởi, nóng thì mở là máy lạnh. Đây cũng là được một xem cũng như là một cái sự rất là thuận tiện trong cái cuộc sống này. Nếu như mình nói về cái cuộc sống, cái tiện nghi thì thực sự ra nó rất là đầy đủ, rất là tốt, từ cái chiếc xe cho đến cái nhà mình ở. Nhưng mà nói về cái sự mà vui buồn đó thì mình cũng xin nói thật luôn nha, sống nếu mà mình sống không phải là ngay khu Việt Nam, sống hay là sống những cái tiểu bang bên người Việt Nam đó, thì nó rất là buồn, nó không có vui nha. Thì điển hình như là mình chạy bây giờ ở đây nó thấy đường phố thì cũng rộng mênh mông, xe cộ. Nhưng mà nói về các cái cửa hàng để gọi là mình đi uống cà phê, đi ăn, đi uống đó, thì nó không có nha. Nó không phải như ở bên Việt Nam của mình. Cho nên thì cái điều mà nó gọi là để mà buồn đó thì đây là cái buồn. Chứ còn cái cuộc sống thì đương nhiên là nó đầy đủ, là nó tốt rồi. Ở trường hợp thứ nhất á, mình thấy có những người ở rơi vào cái tuổi trên 60 tuổi, coi như là khoảng 65 tuổi đến 70 tuổi, thì được con cái sau một thời gian định cư ở Mỹ này đó mới bảo lãnh sang Mỹ này. Thì khi mà phần lớn con cái bảo lãnh sang những người lớn tuổi như vậy đó, thì cái mục đích chính cũng chỉ để là để phụ giữ con, gọi là giữ cháu, giữ cháu nội, giữ cháu ngoại, cũng như ở nhà là phụ nấu ăn nấu uống được thêm. Chứ ở cái tuổi mà lớn như vậy rồi đó, sang đây thì cũng không có đi làm được là cái gì hết. Có người thì còn lái xe được, nhưng mà cũng có người cũng là không có lái xe được. Cho nên phần lớn đó, ở cái tuổi này đó, thì ở nhà giữ cháu là nhiều. Cho nên như vậy thì nó rất là buồn nha. Không có đi làm được, không có nói được tiếng Anh, cũng như cái chòm xóm xung quanh đó, thì toàn là người nước ngoài, người Mỹ. Nếu như mình ở mà những cái tiểu bang mà gọi là vùng sâu vùng xa mà ít có người về Việt nữa đó, thì nó càng là buồn. Như vậy đó thì coi như là cứ quanh quẩn ở trong nhà không thôi, không có đi đâu gì được hết.
con cái thì đi cày tối ngày, chỉ có cuối tuần hay những ngày lễ đó thì rảnh rỗi thì mới chở cho đi vòng vòng chơi thôi. Cho nên ở cái tuổi như vậy mà sang đây cái cuộc sống á thì luôn luôn lúc nào ai cũng gọi là trong đầu cũng chỉ là nghĩ là muốn về ở Việt Nam định cư đây. Tại vì sống ở Việt Nam là quá lâu mà. Khi mà đi qua đây vậy thì cũng coi như là còn bà con họ hàng con cháu gì đó ở bên Việt Nam hết. Thì sống ở đây sống gì vậy thấy mình thấy sống là cho cái sống thôi. Chứ còn không có ai mà muốn ở hết nha. Phần lớn mình thấy coi như là phần lớn là như vậy. Phần lớn là đi những cái người mà đi theo cái dạng như mình nói đó, sang đây như vậy đó không có hòa nhập được cái cuộc sống ở đây thì ai nó cũng muốn là quay về hết nha. Rồi nó thì đó là một cái trường hợp, nhưng mà cũng có thấy thêm một hai trường hợp nữa đó, cũng như là có một số người đó thì ở Việt Nam á làm ăn ổn định có tiền, nhưng mà đi sang đây thì giống như mà đi theo cái diện bên vợ bên chồng, coi như giống như là bắt buộc phải đi đó. Hay là cũng như có một số người thì cũng có nói sang đây giống như là vì con mình rồi mới chịu đi qua đây thôi, chứ ở bên Việt Nam thì cuộc sống nó ổn định, nó mọi thứ nó tốt, nó vui hết rồi nên không có muốn đi. Giống như mà đi là phải đi vì gia đình, vì con, vì cái. Thì đi qua đây như vậy đó thì phần lớn mình thấy gì cũng nhiều người sống mà cho cái sống thôi, họ cũng mơ mơ màng màng. Tại vì ở Việt Nam sống tốt sống ngon mà, nên qua đây thì cái tuổi cũng lớn rồi đâu có làm được gì đâu, đi làm neo thì làm không được, đàn ông mà. Rồi chỉ có mỗi công chuyện là xách cái vỏ là đi vô hãng làm thôi. Ở Việt Nam thì mọi thứ rồi nó đều tốt đều ngon hết, tự nhiên bây giờ ở tuổi này qua đây mày đi vô hãng mà để đi làm công nhân thì cũng đâu có ai mà chịu được. Rồi thì những người này thì coi như là sống cho cái sống thôi, nhưng mà cái gì mình thấy cũng là nói chuyện ra là cái tâm trạng là cũng muốn về ở bên Việt Nam sống lại thôi. Nó rất là khó. Nếu như qua đây đó mà mình có tiền nhiều thì mình mua nhà ở những thành phố có gần gần khu người châu Á, khu người Việt, ở những thành phố lớn, ví dụ như ở bên California hay là ở bên Texas thì nó vui, thì người ta sẽ cũng như là sẽ là đỡ nhớ quê, đỡ nhớ các thứ, người ta còn ở được. Chứ đi sang đây mà lớn tuổi rồi, không biết tiếng Mỹ, không có tay nghề, không có gì hết, nên mà lại đưa vào những cái thành phố, những cái tiểu bang mà nó vắng vẻ, ít người Việt á, thì nói chung là bị sốc. Vì ai nấy cũng là gọi là có cái tâm trạng là muốn về hết á. À, ở đây là mình nói đó, là mình nói những cái người mà đi gọi là ở cái tuổi này nha. Chứ còn những người mà tuổi mà còn trẻ hay là đi qua đây lâu rồi đó, thì hòa nhập được thì cái đó là điều tốt rồi. Cái đó là mình không có cần là phải bàn thêm nữa. Ở đây là mình chỉ nói là những cái trường hợp lớn tuổi thôi, đã sống đã hơn nửa đời người ở bên Việt Nam mà bây giờ đùng một cái đi sang Mỹ này á, thì đương nhiên là đâu có ai mà hòa nhập được. Cộng thêm cái cuộc sống ở đây á, nó hoàn toàn nó không có giống như ở bên Việt Nam mình. Mọi thứ thì nó giống như mình chỉ sinh hoạt ở trong nhà của mình thôi, chứ không có chồm sớm qua lại, không có ai mà ngó ngàng gì đến ai hết. Nhưng mà cái quan cảnh như vậy thôi á, thì mình cố tình mình chạy vòng vòng ở ngoài đường á, để cho các anh chị các bạn đều thấy đó, nó hoàn toàn nó trái ngược ở bên mình. Ở bên Việt Nam mình thì mình thấy hình như là mưa nắng lạnh cũng vậy á, người ta thì cũng đi ra đường rần rần quán xá đồ bán đầy đường. Còn ở đây thôi, cái khu nhà mình ở là chỉ là mình ở đây nha, chứ không có làm được cái chuyện gì hết á. Nó đi làm thì túa ra đi làm hết, rồi về nhà đó thì chui vô trong nhà, mạnh nhà ai nấy ở, phòng nhà ai nấy nằm. Bạn bè có nói chuyện thì chỉ gọi điện thoại nói chuyện thôi, hay là cuối tuần ngày lễ mà gặp nhau được chút xíu thôi. Mình đang chạy trong khu này cũng là khu của người Việt Nam mình, ở kế chợ Việt Nam ở tại thành phố Atlanta này luôn nha. Khu này thì cũng khá đông người về Việt Nam mình ở đây, tại vì do nó kế một bên chợ đó. Khu này nói chung ra thì cái giá tiền nó cũng ok,
Dạ tiền ơi, khu này cũng được, khoảng 450 là có căn nhà ở đây rồi, ở cũng ngon rồi. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi ở đây thì cũng thuận tiện. Nha, cái đời sống ở bên Mỹ này nó là như vậy đó. Coi như chỉ có những người mà thích như vậy á qua đây cái tuổi trẻ rồi mới ổn định được thôi. Chứ cái ở tuổi mà tuổi đã lớn rồi ở Việt Nam rồi nó đã quen cái cuộc sống đó rồi, qua đây á thì khó mà chấp nhận được. Và cũng như một trường hợp nữa đó, mình thấy đó những người mà muốn về Việt Nam để mà sống lại đó thì giống như là những người mà lớn tuổi sau khi sống ở Mỹ này 20 năm, hơn 20 năm đó, rồi con cái á bây giờ đã lớn hết rồi. Ở đây thì có đứa đó thì nó còn ở gần một bên thì còn hủ hỉ, nhưng mà có những gia đình đó thì có những người con đó sau khi học xong lớn lên rồi đó bắt đầu là đi ra đi làm, mà đi ở những cái tiểu bang xa thì coi như cũng không có sống chung sống gần được, thì cũng cả năm mới là có về mới có gặp lại một lần. Thì như vậy mình thấy cũng có một số người lớn tuổi đó thì lại muốn về ở bên Việt Nam sống. Ở bên đây như vậy sống thì thấy là nó quá là đơn độc, ít con, không có nhiều á, cho nên là già cũng không có thường xuyên mà gặp mặt được đó. Thì ở đây vậy khi mà vào cái tuổi hưu rồi đó thì chỉ có hai vợ chồng thôi, thì cứ đi ra đi vô rồi sống ở những nơi nó cũng hơi là vắng vẻ, nó buồn. Thì những trường hợp này mình thấy thì cũng một số cũng lại là muốn về Việt Nam sống, cũng là cái lý do này. Về Việt Nam sống thì như vậy cũng gần được bà con, anh em, người thân. Cũng như là cái muốn kiếm mà có được cái cảm giác rồi sáng mình muốn đi ăn sáng thì đi, muốn đi uống cà phê với bạn bè thì đi. Chứ còn ở đây mà mình sống mà sống xa xa khu Việt Nam ra thì chỉ là nhà ai nấy ở thôi. Thì như vậy thì đối với người lớn tuổi ở đây mình thấy là nó rất là buồn. Buổi sáng mình chạy dạo chơi một vòng, đây là khu vực Việt Nam nha, khu vực ở tại thành phố Atlanta này, xem chơi cho biết luôn nha. Xem rồi một buổi sáng chủ nhật trời mưa nó như thế nào nha. Bây giờ này đã là 8:30 sáng rồi đó, trời cũng vẫn là còn mưa. Nên nhìn thấy xe đậu đầy trước cửa nhà chắc là biết rồi, ai nó cũng nằm trong nhà hết trơn, không ai đi ra đường giờ này hết. Mà giờ này nếu mà ở đây mà có thức dậy thì cũng chẳng có chuyện gì mà để làm nữa, thì thôi nằm luôn ở trong phòng luôn cho rồi. Khu này khu nhiều năm rồi, nhà ở đây thì cũng nhà cũ, cho nên nhà ở đây thì nó cũng tương đối nó còn rẻ nha, khoảng chừng 370.000 400.000 là mình có một căn rồi. Ở đây thì được con cái đất đai thì nó nhiều, sân trước sân sau rồi hai bên hông nha, nếu mà mình có thích trồng trọt rồi đó thì coi như tha hồ là mình trồng luôn nha. Chà, con đường này là họ đóng đường này, không có chuyện gì nữa thôi, nếu mà mình vòng chị ra lại. Thấy em thấy sân cỏ rồi không, cây cối rồi sùm luôn nha, nghĩa là cái đất ở đây là nó tốt lắm đó nha. Ở đây mình biết nhà của mấy người Việt Nam mình ở đây người ta trồng bầu, trồng bí, trồng mướp rồi đó, trồng các loại rau thơm tốt lắm, do là cái đất. Mình nhìn thấy mà xung quanh mà cây cối mà sùm xanh tươi cho là cái nghĩa là cái đất đây nó tốt lắm rồi. Nhà thì không phải là nhà lớn, nhưng mà có cái thì sân rồi kia nó rộng á, xe mình đậu thì cũng thoải mái, đậu cả 4 chiếc 5 chiếc luôn. Ở bên Mỹ này á đôi khi á nó cũng có những cái chuyện thì mình thấy nó cũng hay hay nha. Nhiều người nói tại sao ở đây là mà lao động thấp, ít tiền mà vẫn có dư. Thì ở đây giống như do cái sinh hoạt ở đây nó diễn ra nó rất là trễ,
cho nên những cái ăn uống vậy nè, giống như mình muốn ăn bánh mì đi, uống cà phê đi, buổi sáng đi đó, giờ này cũng chưa ai bán, chưa ai mở cửa cho nên là đồng nghĩa là mình chỉ nằm ở nhà thôi nha, tự ăn ở nhà. À, như vậy thì coi như là không có tốn tiền nha, cũng đỡ được là mớ tiền nha. Một tháng như vậy mà nếu mình ăn ở ngoài, uống cà phê ở ngoài một tháng cộng ra là cũng tiền không á nha. Cho nên mình đi làm thì 6 giờ mấy 7 giờ thì đi rồi, nhưng mà trong khi ở đây đó, những ngày thường 9 giờ người ta mới mở cửa, còn như ngày chủ nhật này đó phải là 11 giờ là mới mở cửa. Như vậy là đồng nghĩa như là không có ngày nào mà mình sáng mà mình gọi là đi uống cà phê đi ăn sáng được hết nha. Đó, cũng là một chuyện để đỡ tốn tiền. Không riêng gì người Việt Nam mình á, các nhà hàng Mỹ thì cũng vậy thôi, cũng khoảng chưa nó cũng mới mở cửa thôi. Giờ này nếu như mình ăn sáng mà của Mỹ á, thì mình cũng chỉ có đi ăn McDonald's thôi, mấy nhà hàng bán đồ ăn nhanh thôi, chứ ngoài ra cũng không có ai mở cửa đâu. Cho nên mấy nhà hàng của người châu Á mình, của người Việt Nam mình cũng vẫn vậy, giống như sống ở đây thì đã quen với cái cuộc sống ở đây vậy rồi, mình phải chấp nhận có theo thôi. À, thì nếu như chờ nó mở cửa chịu không nổi thì ở nhà tự pha ly cà phê mà uống, tự ăn sáng. Còn mà những người mà Việt Nam mình mà ở xa hơn, ở cách đây mà 45 phút 1 tiếng đồng hồ thì coi như là không có tới luôn nha, lâu lâu mới tới một lần thôi, chứ cũng đâu có ai mà nước nào cũng lái xe mà cả tiếng đồng hồ để đi uống một ly cà phê được. Còn ở xa xa hơn nữa là coi thua, mua cà phê gối rồi về ở nhà tự pha uống thôi. À, 9 giờ sáng này ở khu chợ Việt Nam nè mà vẫn chưa mở cửa nữa. Hôm nay có lẽ mưa, chứ nếu những ngày mà còn nắng thì người ta đến đây thì thấy nó đông vui, do hôm nay mưa. Nói tóm lại đó thì những người mà gọi là không có thích ở đây nữa, muốn về Việt Nam định cư sống á, thì cái con số á, nó không phải là nó nhiều nha, nó ít thôi. À, và cũng như mình đã chia sẻ á, thì những người á, không thông thường á, giờ những người lớn tuổi, những người qua đây định cư không có là bao lâu. Đó, cũng như ở đây do cái cuộc sống rồi nó buồn, thích về Việt Nam nó vui. Đó thì đó là những người đó gọi là mình thấy là thích về thôi. Chứ còn phần lớn á, thì cũng vẫn thích lại sống ở đây. Tại vì nói chung là cuộc sống ở đây tuy rằng nó buồn, nhưng mà cái điều kiện sống thì nó tốt. Cũng như có một số người thì cũng muốn về, nhưng mà do đó khi mà sang đây sống rồi đó, rồi con cái bảo lãnh qua đây hết, ở bên Việt Nam không có còn là người thân nữa, thì không có là đi về được. Mặc dù muốn về nhưng mà cũng không có thể nào về được. Tại vì đôi khi nếu mình lớn tuổi mình về Việt Nam mình sống, ít ra nó cũng phải có như là anh em, có con, có cháu thì mới sống được nha. Chứ nếu như mà con cái ở đây hết mà tự động mình quay về Việt Nam mình sống á, thì cũng sống nó không được, nó cũng khó lắm chứ không phải là không. Còn nói về vấn đề về cuộc sống á, thì nói chung á, thời buổi này ai cũng biết hết ở Việt Nam cái cuộc sống nó ra sao, cuộc sống nó như thế nào, người ta đều biết hết rồi chứ không phải là không biết đâu. Cho nên thì nói chung ba thì thích về hay là tới đây á, thì nói chung qua đó cũng là cái sở thích của mỗi người thôi, cũng không ai mà giống ai. Thì có người thì thích vui, có người thì thích sống ở trên quê hương của mình. Cũng có một số người thì thích cuộc sống ở đây nó yên tĩnh, nó trong lành, nó tốt, cuộc sống nó tốt hơn ở Việt Nam. Thì nói chung qua đây là cái sự lựa chọn mỗi người, sở thích của mỗi người khác nhau, không ai mà nói được. Thì đây là mình cũng như mình chia sẻ những gì mình thấy được, cũng như có những bạn mà thắc mắc, người nói tại sao có nên về định cư hay không, hay là nên ở lại Mỹ hay không. À, chút xíu chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin hẹn gặp lại ở những video chia sẻ kế tiếp nữa của mình.